Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi vẫn còn có những bậc phụ huynh nghĩ rằng đôi khi đòn roi hay là sự quát mắng có thể là cần thiết đối với con trẻ, thì có một người phụ nữ đã dành tất cả tình cảm tâm huyết của mình để sao cho trẻ thơ không còn bị tổn thương bởi chính cha mẹ mình. Và trong chương trình Hành Trình Tri Thức Việt ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người phụ nữ này nhé. Có được nói chuyện với cả anh Hải rồi, thì anh có chia sẻ là mỗi cái bài giảng của chị, mỗi cái bài diễn thuyết của chị Ái Liên không có bài nào giống như bài nào cả. Vâng, thế thì mỗi một cái bài đó nó được hình thành như thế nào ạ? Cái lượng không nước mắt nó không bao giờ ngừng thay đổi, nhìn thấy nó hay. Nó không phải là công sức của một mình, nó là công sức của rất nhiều phụ huynh đã đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi cho chương trình. Mình chỉ là góp nhặt, chắc mót, xếp lại thành hệ thống. Thưa chị Ái Liên, chị có thể chia sẻ thêm về cái chương trình Kỷ Luật Không Nước Mắt, cái tinh thần cốt lõi của nó là gì? Tinh thần cốt lõi của Kỷ Luật Không Nước Mắt là sự tự chủ của từng con người, cân nhắc giữa lý trí và tình cảm, chứ không nó làm nô lệ của tình cảm. Và mình làm việc là vì mình thấy việc đó đúng mình làm, việc đó sai mình không làm, chứ không phải vì mình sợ đòn roi mà mình làm, hay là mình thèm phần thưởng mà mình làm. Cái sự can đảm đó nó phải tới từ một cái kiến thức và đạo đức vững vàng. Từ chối bạo lực không có nghĩa là hễ mà ai mà đánh tôi sẽ không làm. Người đó đánh tôi nhưng người đó đúng tôi vẫn làm. Người đó không đánh tôi mà người đó sai tôi vẫn không làm. Từ chối bạo lực nghĩa là không dùng bạo lực để ép người khác làm theo ý mình, để ép người khác làm sai cũng hay là làm đúng. Và từ chối bạo lực cũng có nghĩa là không làm sai theo lời người khác vì người khác đánh mình. Còn người ta đánh mình nhưng người ta là cái vấn đề từ chối bạo lực, tức là mình không sợ hãi bạo lực và mình không sử dụng bạo lực, nhưng không có nghĩa là vì người ta đánh mình người ta có đúng đất mấy mình cũng không làm. Mình làm là vì đúng sai, chứ không phải là vì bạo lực hay phẩm cách. Cốt lõi là mình biết được thế nào là đúng là sai và tự chủ cái hành động mình, đúng không ạ?